Chào các bạn, mình là Nam ở bên Isaac. Và mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái không gian, một cái view mới ở tại xã Tranh Phố 42 Kiều Mai. Đó là không gian của shop Ita Isaac kết hợp với Isaac Trà Tranh. Rất nhiều đàn, đặt vào đầu các bạn. Rất nhiều đàn ở trên đầu. Đi vào trong là các bạn có thể thấy ở đây. Ngoài view đàn còn rất khí khang, rất đẹp, không hút thuốc ở bên trong này. Đấy, đây là tuấn còi trong ngăn két em ạ. View đàn cây. Đấy. Nói chung các bạn không chỉ có cái view đàn này đâu mà có rất nhiều view khác. Và đây không gian được thiết kế